Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Bây giờ là 11 giờ trưa là khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh đọc truyện và Tâm An lại tiếp tục được đồng hành cùng với tất cả quý vị ở tập 6 của câu chuyện Cưới thêm vợ bé được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang. Tiếp tục gửi tới cho quý vị những tình tiết gay cấn nhất về cuộc chiến ngầm trong gia đình nhà họ phó. Ngày hôm nay cô gái Lan Trúc của chúng ta lại đối đầu với Đình Đình cứ tưởng rằng lại chị em thân thích nhưng mà không phải. Và cuộc đối đầu này ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 6 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Đình Đình ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Cả buổi cô đều im lặng. Cô chỉ nói được duy nhất một câu. Con không biết. Rồi sau đó lại tiếp tục im lặng. Cô lúc này là đang suy nghĩ. Kèm theo suy luận. Vết sưng đỏ trên mặt co rát. Thì cô cũng không có tâm tư mà nghĩ đến. Rất rất nhiều lý do được liệt kê ra trong đầu. Nhưng cô lúc này lại đang lo lắng cho tình hình đứa bé trong bụng của Lan Trúc. Theo như cô suy đoán. Việc Lan Trúc đột nhiên hành hung cô rất có khả năng là vì liên quan đến đứa bé trong bụng của cô ta khiếu trạch nhìn cô anh biết cô đang tập trung suy nghĩ mà anh cũng biết là nếu như khi cô tập trung suy nghĩ cao độ bụng của cô chắc chắn sẽ đau phòng bệnh còn hơn chữa bệnh anh liền ra lệnh cho bé thị lên phòng lấy thuốc cho đình đình biết đâu có lúc lại dùng đến khoảng hơn nửa tiếng sau từ lúc quản gia đưa lan trúc đến bệnh viện thì ông ấy mới quay trở về Đối diện với câu hỏi của ông nội về tình hình của Lan Trúc, quản gia có chút do so dự chưa trả lời. Ánh nhìn của ông liếc ngang, nhìn sang đỉnh đỉnh. Vừa vặn lại nhìn thấy cô đang chăm chú nhìn ông. Ông nhìn thấy rõ trong mắt của cô long lanh, không hề dao động sự bất an. Với biểu hiện này của cô, lại càng làm cho ông khó xử, không biết phải nên nói như thế nào. Nhưng mà nếu như ông không nói thật, thì trước sau gì cái cô Lý kia cũng tố giác đình đình. Thay vì để cô Lý kia tố giác, ông nghĩ là ông nên tự mình nói ra sẽ tốt hơn. Suy nghĩ cẩn thận thâu đáo, quan gia lúc này mới rõng rạc cất giọng. Chẳng qua là báo cáo của ông lại khiến cho trên dưới một nhà phó ra phải bất ngờ sừng sốt. Dạ thừa tình hình sức khỏe của cô Lý tạm thời đã ổn định, nhưng mà thai nhi thì lại khá là không tốt. Bởi vì có dấu hiệu dọa xảy, còn nguyên nhân dọa xảy thai là bởi vì cô Trúc bị ép uống thuốc kích sinh ạ à? Và cũng may chỉ mới uống rất ít, phát hiện kịp thời nên bây giờ mới không sao. Mà còn nữa, lúc tôi trở về thì cô Lý cũng tỉnh. Cô Lý thì không thể nói chuyện, nên cô ấy có viết ra tờ giấy, nhờ tôi về, chuyển lại dù mà. Nói đến đây, quản gia liền mở tờ giấy nhỏ trong tay của mình. Ông có hơi hồi hộp, giọng vừa khàn lại vừa run. Cô Lý viết là: Cầu xin cứu mẹ con tôi, có người muốn giết con tôi, là Đình Đình muốn giết con tôi. Đối diện với lời buộc tội không có bằng chứng của Lan Trúc, tất nhiên là ông nội sẽ không tin. Ông nội trước giờ luôn có sự thiên vị khác biệt dành cho Đình Đình, nếu là chuyện không có bằng chứng rõ ràng, ông chắc chắn không tin là do cô làm. Hơn nữa lúc ông hỏi cô có làm chuyện hại Lý Lan Trúc hay không, cô không do dự mà trả lời ngay, con không làm. Chỉ với bà chữ rõ ràng dứt khoát kia, ông nội liền có lòng tin vào nhân cách của cháu dâu mình. Sự việc chưa rõ ràng, ông nội phó ra lệnh cho mọi người giải tán. Đợi ngày mai Lan Trúc xuất viện, ông sẽ bà mặt một lời, trắng đen phân rõ. Trời tối muộn, ông nội phó ở lại biệt viện phó ra. Ông không về biệt thự từ đường, ông muốn đợi đến sáng ngày mai để nhanh chóng phân xử chuyện của Lý Lan Trúc quản gia ngô pha cho ông một ly sữa ấm đặt xuống bàn và dịu giọng nhắc nhở ông lão già ông uống ly sữa cho ấm bụng rồi đi nghỉ ngơi cả buổi tối tôi thấy ông có ăn cái gì đâu chúng ta nên giữ gìn sức khỏe phải có sức khỏe tốt mới có thể lo cho phó ra được ông nội trầm tư và im lặng rất lâu cứ tưởng là ông sẽ không lên tiếng nói chuyện nhưng đột nhiên lại nghe ông cất giọng hỏi quản gia ngô ông ngô này theo ông ấy ông cảm thấy đình đình có phải là người làm hại lan trúc hay không quản gia ngô thoáng ngạc nhiên rất ít khi nào ông nhìn thấy ông nội phó như thế này từ trước đến giờ ông nội phó đều rất tin tưởng mợ nhỏ lý nào bây giờ ông nội phó lại hỏi ông một câu hỏi đầy do dự như vậy suy nghĩ một lát quản gia ngô liền thẳng thắn nói ra ý kiến của mình Lão già, trước giờ tôi chưa từng thấy ông nghi ngờ mợ nhỏ. Bây giờ ông hỏi tôi như vậy, đúng là làm tôi có chút ngạc nhiên. Ông nội phó không đáp lời. Ông trầm tư như đang đợi câu nói tiếp theo của quản gia ngô. Mà quản gia ngô cũng không chần chừ để ông nội phải đợi lâu. Vài giây sau, ông lại tiếp tục cất giọng. Theo như cảm tính của tôi, tôi vẫn chọn tin tưởng vào nhân cách của mợ nhỏ. Mợ nhỏ được giáo dục rất tử tế, mặc dù mà ấy không biết rõ về gốc gác của mình nhưng từ bé mợ nhỏ đã rất thông minh lại có nhiều phần tính cách nho nhã thông tuệ của tổ tiên nhà mình nếu nói mợ nhỏ đã hại cô lý tôi thật sự không tin mợ nhỏ không cần thiết phải hãm hại mẹ con cô lý mà một cô gái thông minh như mợ nhỏ nếu cô hại người vậy thì chưa chắc người bị hại đã phát hiện ra được ông nội phó không phải là không nhận ra những chuyện này đình đình là đứa nhỏ được tổ tiên hai nhà phó gia và nguyễn gia lựa chọn vì để con bé được phát triển toàn diện mà từ bé ông nội của đình đình đã rất thường xuyên đưa cháu gái đến phó gia làm quen ông nội phó lại đặc biệt muốn tự mình dạy dỗ đình đình vậy nên nếu nói ngoài đám cháu trai nhà họ phó thì đình đình chính là đứa cháu gái đầu tiên mà ông nội phó đặt hết tâm tư vào để dạy dỗ từ bé cô đã đến phó gia một nửa thời gian cô bé trưởng thành đều là ở đây. Tính tình con bé thế nào, không ai là không hiểu rõ. Kể cả là con dâu lớn của ông cũng ngấm ngầm thừa nhận yêu thích đình đình. Mà một cô bé lương thiện như vậy, làm sao có thể lại làm ra những chuyện hại người, độc ác như thế chứ? Đúng là đến chính ông còn không tin. Nhưng trong bụng Lý Lan Trúc bây giờ là cốt nhục duy nhất của nhà họ phó. Ông thật lòng không thể nào thôi hoài nghi. Nhìn thấy ông nội phó không lên tiếng, quản gia ngô lại nói thêm. Tôi biết là lão gia rất quan tâm đến cháu nối dõi của phó gia đời đời kế tiếp. Nhưng mà cũng không thể vì vậy mà ông để cho mợ nhỏ thiệt thòi. Lý do vì sao mợ nhỏ bắt buộc phải gả cho người nhà họ phó, lão già chắc chắn là không thể nào quên. Tôi nói như vậy, lão già nghe xem có đúng hay không. Biết lão ngô đang cố ý nhắc nhở ông về thân phận của đình đình, ông mới chợt nhớ đến vấn đề này. Thoáng thở dài một hơi, ông nội phó lúc này mới trầm giọng lên tiếng. Lão ngô, chắc là tôi già mất rồi, xem chút nữa là tôi quên. Con bé đình cũng có một phần tâm sức tôi dạy dỗ mà trưởng thành. Kể từ khi khiếu hạo chết, tôi nhớ có thêm mấy phần gánh nặng. Nếu như năm đó lúc khiếu hạo mất, khiếu trạch đã lớn thì tôi cũng không đến mức lo lắng nhiều giống như thế này bây giờ duy hoa càng ngày càng trở nên tham vọng mà khiếu trạch lại không thể hiện rõ ràng ước vọng của nhà họ phó sao lại cho duy hoa thì không thể được nhưng nếu mà giao lại cho khiếu trạch tôi lại sợ là thằng nhóc này nó không nguyện ý lão ngô này ông nghĩ thử mà xem tôi vất vả với phó gia như vậy đến từng tuổi này rồi mà chưa được nghỉ ngơi đúng là nặng nghiệp mà Lão Ngô hiểu rõ được nỗi lòng của ông nội phó. Ông đi theo ông nội phó từ lúc nhỏ cho đến tận bây giờ. Làm sao mà ông không hiểu cho được? Đúng thật là kể từ khi ông phó nhỏ mất, ông nội phó chưa bao giờ được thành thơi. Vừa phải lo việc của đại tộc phó ra, vừa phải lo đến việc vấn đề cháu nối dõi. Lại còn phải lo, chặn đứng việc con cháu tranh giành tài sản mà hãm hại lẫn nhau. Ông phó hòa từ mấy năm trở về đây, đã thể hiện rất rõ quan điểm của mình về quyền thừa kế của nhà họ Phó. Còn cậu Phó nhỏ thì lại không quá mặn mà với Phó gia, việc cậu Phó nhỏ chấp nhận làm việc cho Phó Kỳ là bởi vì nơi đó chính là tâm huyết của ba cậu ấy lúc còn sống. Nếu không phải vì ông Phó nhỏ đã dồn hết công sức của mình vào Phó Kỳ, vậy thì cũng chưa chắc cậu Phó nhỏ đã chịu làm việc cho ông Phó Hoa. Nội bộ của Phó gia có khả năng sẽ loạn cũng chắc chắn là sẽ loạn nếu như trước khi ông nội phó mất mà chưa tìm được ra người thừa kế. Ông nội phó hướng ánh mắt nhìn xa xăm, chất giọng của ông nghe ra được rất nhiều suy tư trong đó. Tôi không phải là không tin tưởng đình đình, tôi tất nhiên là rất tin con bé. Tôi mà không tin con bé thì khác gì tôi tự lấy tay và vào mặt của mình chứ. Nhưng hiện tại khiếu trạch, chỉ thiếu duy nhất một đứa con trai để có thể đường đường chính chính kế thừa toàn bộ quyền thừa kế của phó gia. Nhưng nếu đứa bé trong bụng Lan Trúc không phải là con trai mà là con gái, vậy thì cũng không khó khăn gì trong việc tôi giúp Khiếu Trạch trở thành người thừa kế. Lão Ngô này, hơn 100 năm trước, lão tiên phán đoán là như vậy. Nhưng trong 100 năm này, đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Nhân quả luân hồi xoay chuyển liên tục. Cũng chưa chắc là chỉ có một mình cháu gái của lão tiên mới có thể giúp được cho phó gia. Tất nhiên là tôi không phải không tin lời của lão tiên. Nhưng mà tôi nghĩ, biết đâu là có kỳ tích xuất hiện thì sao? Lão già nói không sai. Việc cô Lý trở thành vợ bé của cậu nhỏ đã là việc ngoài dự kiến của ông. Cũng không thể không tin rằng đứa bé trong bụng của Lan Trúc có khả năng là bé trai. Nhà họ Lý cạn phúc đức. Nhưng biết đâu cô Lý này lại là người có mệnh khác thường thì sao? Có đúng không ạ? À? Nhưng chẳng qua là tôi lại không nhìn thấy cô Lý này có cái mệnh gì đó sánh ngang được với mợ nhỏ. Mợ nhỏ là hậu duệ của Lão Tiên là đứa cháu gái duy nhất được sinh ra trong hơn 100 năm qua. Lão già, con cháu của Lão Tiên đã hơn chục lần thay tên đổi họ thay đổi cả nơi ở thay đổi cả nghề nghiệp nhưng mà ông nhìn thử xem Hậu duệ của lão tiên có ai mà tầm thường chứ Ngay cả ba của mợ ba nhỏ Dù chỉ là thầy giáo Cũng có phòng thái của bậc cao nhân Tôi thật sự không tin Là lão tiên lại phán sai sự thật Ông đội phó lại đột nhiên thở dài Ông là theo di huấn của tổ tiên để lại Luôn cố gắng hoàn thành sứ mệnh Mà tổ tiên giao phó Nhưng có lẽ là vì áp lực của gia tộc Mà ông bắt đầu quên đi công lao của lão tiên trong sự hưng thịnh của phó gia đáng lý ông không nên nghi ngờ đình đình một chút nghi ngờ cũng không nên xuất hiện trong tâm trí của ông mới phải lão ngô tôi hiểu rồi cảm ơn ông đã nhắc nhở phó gia trước giờ vẫn luôn nợ lão tiên đáng lý là tôi không nên quên như vậy tôi biết lão gia đang rất áp lực nhưng ông cũng đừng quá suy nghĩ đến ông cứ để thuận theo số phận mợ nhỏ một khi đã được sinh ra đời, vậy thì phó gia chắc chắn sẽ bình yên. Ông nội phó bất chợt cảm thấy thông suốt, mà thật đúng như những gì mà lão Ngô vừa nói, một khi đình đình đã xuất hiện, vậy thì còn sợ gì? Một ngày phó gia, gia tán chứ? Vì ông nội phó không thể ngủ được, mà ở phòng của vợ chồng khiếu trạch lúc này cả hai người họ đều không thể nào ngủ được. khiếu trạch vốn dĩ là say. Nhưng lúc này anh hoàn toàn tỉnh táo và thông suốt. Anh đã bố trí người canh chừng ở bệnh viện, đợi ngày mai cho người đến đón Lan Trúc nữa là xong. Chẳng qua anh cảm thấy khó chịu, khi nhìn thấy Đình Đình bị đánh, lại khó chịu gấp bội, khi anh cho người vào phòng hỏi chuyện mà Lý Lan Trúc lại không chịu trả lời. Cô ta đòi gặp anh, gặp mặt anh được thì cô ta mới chịu kể hết mọi chuyện. Đúng là được nước làm tới kể cả là người có khờ khạo cũng biết đòi hỏi khi mình có giá trị sao nhìn sang bên cạnh anh thấy đình đình vẫn chưa ngủ hai mắt của cô mở to nhìn chằm chằm về phía trước tay cô đặt trên bụng mắt chớp chớp trông có vẻ rất suy tư đang định xoay người sang ôm cô thì đột nhiên anh lại thấy cô ngồi bật dậy giật mình anh cũng bật dậy theo cô đèn trong phòng lại một lần nữa chiếu sáng đình đình cực kỳ cực kỳ phẫn uất cô tròn mắt nhìn khiếu trạch có chút tức tối cô hỏi thẳng anh khiếu trạch anh nói cho em biết đi lý lan trúc có giá trị gì đối với anh khiếu trạch sừng sốt rất ít khi anh thấy đình đình có thái độ giống như lúc này cô gọi anh bằng tên gọi cả họ cả tên xem ra cô đang rất giận mà vợ giận thì anh biết phải làm sao mà anh còn giấu giếm cô thì coi như đời anh tiêu tàn khiêu chạy kéo tay của cô, anh nắm chặt lấy tay của cô, vừa dỗ dành vừa chấn an. Đình à, em khó chịu lắm phải không? Em muốn biết cái gì? Anh nói cho em biết cái đó. sắc mặt của Đình Đình rất không tốt, hay nói đúng hơn là cô uất ức vì bị Lý Lan Trúc tác động vật lý lên cô. Cô rõ ràng rất tử tế với cô ta, vậy mà cô ta lại đối xử với cô như vậy. Đã thế còn vu oan cho cô là hãm hại mẹ con cô ta. Chết tiệt, cô hãm hại mẹ con cô ta để làm cái gì? Đứa bé trong bụng Lan Trúc có chắc là con của khiếu trạch đâu. Việc gì cô phải hãm hại cô ta chứ? Cô quay người nổi đối diện với anh, mặt đối mặt, mắt đối mắt. Hôm nay cô muốn nghe hết sự thật về anh và Lý Lan Trúc, một chữ không muốn bỏ sót. Vậy thì anh nói đi, anh nói cho rõ ràng, nói cho đầy đủ đi khiêu trạch lúc này chẳng khác gì thanh niên sợ vợ mà anh cũng hết cách rồi đình đình đang rất tức giận cô mà giận lên thì chỉ có sức chín trâu hai bò cũng không kéo cơn giận của cô lại được mà cô giận đâu có sai phiền phức và uất ức của cô ngày hôm nay một phần lớn chính là do anh đem đến trước kia không rõ ràng với nhau thì anh còn có thể giấu giếm để tránh cho cô phiền muộn và suy nghĩ nhưng bây giờ anh và cô đã cho nhau một cơ hội anh cũng không có ý định lại tiếp tục giấu cô đình đình không hỏi nhưng không phải là cô không đề tâm không trước thì sau anh phải nói rõ mọi chuyện cho cô biết thay vì phải tìm thời điểm thích hợp thì chi bằng bây giờ nói luôn vừa giúp cho cô đỡ khó chịu mà cũng nhẹ cho anh khi không còn ôm bí mật một mình một mình nữa khiếu trạch nhìn cô anh nhớn mày bắt đầu giải thích rõ ràng mọi chuyện anh không giấu em nữa đã quyết định sẽ theo đuổi lại em thêm một lần vậy thì anh chắc chắn anh luôn đặt cảm xúc của em lên hàng đầu thật ra về việc của lý lan trúc thứ nhất anh giữ cô ấy ở bên cạnh là bởi vì trên người cô ấy có vết bớt hình năm cánh hoa thứ hai đứa bé trong bụng của cô ấy chắc chắn không phải là con của anh nhưng khó hiểu một điều là cô ấy lại sống chết cho rằng anh chính là cha của đứa bé về chuyện vết bớt hình năm cánh hoa để anh nói thế này cho em dễ hiểu chú tài xế năm đó gây ra vụ tai nạn làm chết ba anh ông ấy cũng có một đứa con gái có vết bớt đặc biệt giống như vậy mà vị trí vết bớt của Lý Lan Trúc lại rất giống với vị trí vết bớt của bé gái năm xưa trùng hợp đến không thể nào tin được cũng chính vì lý do đó mà hôm đám cưới của Duy Khánh anh mới không khống chế được mình mà chạy đến cướp cô dâu chưa lý do gì để anh phải làm như vậy chứ đến cả tên của cô ta anh chỉ mới nghe qua được một vài lần anh thật ra chưa từng tin vào việc ba anh chết là do chú tài xế cố tình muốn tự tử rồi kéo ba anh theo và anh luôn nghĩ rằng sự việc năm đó của ba anh là do có người đứng ở sau ép buộc chú tài xế phải làm như vậy đình đình nghe xong đúng thật là quá mức kinh ngạc cô biết là khiếu chạy có lý do đặc biệt nhưng cô lại không hề nghĩ được lý do Ẩn sau sự việc của Lý Lan Trúc Lại chính là lý do này Từ trước tới giờ Khiếu Trạch chưa bao giờ tỏ ra bất cứ thái độ nào Về nguyên nhân cái chết của ba chồng cô Cô cứ tưởng anh ấy Đã chấp nhận với kết quả Điều tra từ phía cảnh sát Cô nào nghĩ được Anh vẫn luôn ẩn nhẫn để điều tra Từ phẫn nộ uất ức Chuyển sang kinh ngạc và sườn sốt Cảm xúc chuyển biến quá nhanh Đình đình mất gần một phút mới có thể điều tiết tốt được tâm trạng của mình cô nhìn anh giọng cô thoáng ngập ngừng vậy lý do anh giữ lan trúc ở lại là bởi vì anh cho rằng cô ấy chính là con gái của chú tài xế gây tai nạn năm đó sao anh không chắc có phải là con gái của chú tài xế hay không bởi vì hiện giờ ông bà lý đều đã mất không thể đối chứng thân phận thực sự của lan trúc nhưng theo anh điều tra ông bà lý quả thật là có sinh được một cô con gái đứa bé đó chính là lan trúc hiện tại nhưng dù là vậy anh vẫn có chút dao động thật sự không thể nào có sự trùng hợp kỳ lạ đến như vậy viết bớt hình năm cánh hoa kia là có một không hai đó đâu phải là hình xăm chứ không thể có chuyện xuất hiện đại trà như vậy được nhưng tiếc anh tìm được lý lan trúc quá muộn cô ta bị nhà họ lý biến thành khờ khạo như vậy bây giờ có muốn hỏi về vết bớt thì cô ta cũng chả biết gì mà nói lý lan trúc bị hại đến ngu ngốc hoàn toàn là sự thật anh đã cho bác sĩ giỏi nhất đến khám cho cô ta kể cả thầy thuốc cao tay cũng khám qua rồi kết quả đều là như vậy đình đình hiểu rồi hóa ra lý do anh giữ lan trúc bên cạnh là như vậy thứ nhất là muốn điều tra về thân phận thực sự của lan trúc thứ hai là muốn ngăn không cho người nhà họ lý tiếp tục hãm hại cô ta vậy còn vợ còn con của chú tài xế vẫn không tìm được luôn sao anh không có cách nào tìm được mẹ con bọn họ giống như là biến mất khỏi thế gian này lúc anh còn bé anh đã từng nhiều lần nói chuyện với chú tài xế chú ấy không thể nào là người vô trách nhiệm vô đạo đức như vậy nhưng tất cả bằng chứng đều rất thuyết phục, thuyết phục một cách cực kỳ hoàn hảo. Cái gì mà càng hoàn hảo thì càng có vấn đề anh ạ. À. Có đôi khi linh cảm và giác quan của con người là đúng nhất. Nhìn thấy Đình Đình trở nên trầm mặc, khiếu Trạch thật lòng không muốn cô phải lo lắng về vấn đề của riêng anh. Đình Đình vốn dĩ là người sống nội tâm, thông minh sâu sắc và đặc biệt hiểu chuyện. Cô cũng vì quá mức hiểu chuyện nên anh mới không muốn cho cô biết, anh sợ cô sẽ vì chuyện này của anh mà hạ mình nhường nhịn mọi thứ. Lại kéo tay cô giữ chặt, anh vội vàng chuyển sang vấn đề khác. Còn về chuyện Lý Lan Trúc mang thai, quả thật là anh không biết, anh thề là anh chưa chạm vào cô ta, tại sao cô ta lại mang thai được chứ? Anh, anh đang rất muốn biết lý do đây. Thái độ này của khiếu trạch lại khiến cho Đình Đình cảm thấy buồn cười. Khiếu trạch hiếm khi nào trời tục, mà đã khiến cho anh trời tục, vậy thì chỉ có thể hiểu rõ, anh đang vô cùng bức xúc. Cũng đúng, đùng đùng phát hiện Lan Trúc có thai, vừa mang tiếng là con của mình, mà lại vừa không được sơ mũi gì. Nếu là cô, cô chắc chắn, tức đến mức thổ huyết mà chết đi. Chả biết là thằng danh nào ăn ốc, mà lại bắt anh đổ vỏ, qua mặt được khiếu trạch, thì cũng gọi là bậc thầy của ma mãnh nhắc đến cái thai của lan trúc lại khiến cho khiếu trạch tức nghẹn họng anh vừa nói vừa gằn giọng anh đã nhường nhịn cô ta đến như vậy mang tiếng vì cô ta như vậy vậy mà cô ta lại còn không nghe lời nhắc đến cô ta chỉ khiến cho anh bực mình may là cô ta khờ khạo mà còn như vậy nếu như cô ta bình thường không biết cô ta còn ngang ngược đến cỡ nào con người này cũng không vừa gì đâu cô ta không phải là người vô hại đình đình im lặng không đáp lời về chuyện phát sinh đêm qua cảm xúc của cô thật sự rất mâu thuẫn cô vừa tức giận khi lan trúc hồ đồ đánh cô nhưng mà cô cũng có chút lo lắng cho cô ấy khi bị người khác cố tình hãm hại lan trúc mặc dù khờ khạo nhưng mà ánh mắt lại rất có hồn cô nghĩ là cô ấy sẽ sớm bình thường trở lại ngay thôi nhưng còn chuyện xảy ra vào đêm hôm qua đúng là làm cho cô khó chịu, khó chịu đến chết đi được. Lý Lan Trúc không phải vô duyên vô cớ mà đánh em. Bác sĩ cũng nói là cô ấy bị ép uống thuốc kích sinh. Bây giờ nhà họ Phó lại bắt đầu diễn ra tranh đấu ngầm, mục tiêu của họ là đứa bé của Lan Trúc, có khi là cả em. Khiêu Trạch đương nhiên là hiểu được vấn đề này, anh cũng cho người điều tra hiện tại và đang chờ đợi kết quả. Lại nhớ đến một việc khiếu trạch cũng muốn nói luôn cho cô biết về chuyện của lan trúc ở nhà họ phó này chỉ có một mình em biết anh không nói cho mẹ nghe kể cả ông nội anh cũng không nói và anh cũng không cho ai biết hết cái chết của ba anh năm đó đã làm cho mẹ anh suy sụp một quãng thời gian rất lâu anh không muốn vì sự nghi ngờ không đủ cơ sở của mình mà lại làm cho mẹ anh thêm một lần đau khổ còn về phía ông nội anh chờ kết quả chính xác mới có thể đến và nói rõ ràng mọi chuyện cho ông biết đình đình hiểu rồi cô cũng giống như anh tiếp tục giữ bí mật về thân phận của lý lan trúc với tất cả mọi người còn về chuyện đêm qua xảy ra cô chắc chắn sẽ điều tra mặc dù biết rất có khả năng là không thể điều tra được nhưng mà cô phải cố gắng khiêu trạch ôm lấy cô anh rất sợ cô bị tổn thương bởi vậy anh không tiếc lời an ủi cô. Về chuyện của Lan Trúc, em cứ yên tâm. Sẽ không ai làm hại đến em được đâu. Sưởng đoàn như đưa ra quyết định cuối cùng. Anh siết chặt cô trong vòng tay. Ánh mắt chất chứa sự kiên định mạnh mẽ. Anh quyết không để cho Đình Đình phải chịu thêm tổn thương từ anh mang đến. Chỉ cần anh còn sống, anh nhất định phải bảo vệ được em. Cho dù có bắt anh phải lựa chọn, anh lựa chọn bảo vệ em mà thôi Có đến chết Anh cũng không hối hận Sáng ngày hôm sau Đích thần lão ngô đến bệnh viện Đón Lý Lan Trúc trở về Vì sức khỏe của Lan Trúc còn yếu Nên lão ngô sắp xếp Bác sĩ và y tá Theo suốt bên cạnh Để tránh xảy ra chuyện gì đó sơ suất Ảnh hưởng đến mẹ con của cô ta Lý Lan Trúc rất cẩn thận Tay lúc nào cũng đặt trước bụng Giống hệt như là thủ sẵn tư thế Bảo vệ cho con Đình đình khi nhìn thấy Lan Trúc căng thẳng đến như vậy, trong lòng của cô bắt đầu cảm thấy phức tạp. Một nửa là thương xót, một nửa lại thấy bất an. Ai cũng biết là Lan Trúc không được bình thường. Cô ấy đã không được bình thường, mà còn biết bảo vệ cốt nhục của mình đến như vậy. Xem ra chuyện lần này không hề đơn giản như những gì cô đã nghĩ. Khiêu Trạch ngồi cạnh bên đình đình, anh có thể dễ dàng cảm nhận được sự lo lắng của cô. Đêm qua khó khăn lắm, anh mới dỗ cho cô ngủ được. Vừa mới ngủ chưa được bao lâu, thì cô lại tỉnh, tinh thần luôn trong trạng thái căng thẳng, bất an. Anh biết là cô luôn lo lắng, nhưng lại tỏ ra là mình ổn. Nhưng cô càng như vậy, anh lại càng cảm thấy lo cho cô. Đứa bé trong bụng Lý Lan Trúc thật ra không có một chút nào quan trọng đối với anh. Là con của cô ta và người đàn ông khác. Lý nào? Lại bắt anh phải bảo vệ chứ. Chỉ là Đình Đình không muốn nhìn thấy đứa bé chịu thiệt thòi. Bắt buộc anh phải bảo toàn cho sự an nguy Của mẹ con Lý Lan Trúc Anh sinh ra là người của hào môn Từ bé được rèn rũa Trong cái thế giới gọi là lạnh lùng và tàn nhẫn Chờ những người thật sự quan trọng Đối với anh Thì những người khác có hay không Không quan trọng Mà Lý Lan Trúc Cũng vậy Cô ta cũng được sinh ra trong hào môn Anh giúp cô ta một lần Cho cô ta những đặc quyền mà có ước Cô ta cũng chưa chắc có thể dám móc tới Đối với cô ta anh rất tử tế đối đãi Vậy nên anh vô cùng khó chịu khi nhìn thấy Lý Lan Trúc gây ảnh hưởng đến Đình Đình. Đình Đình là cô gái anh dốc lòng bảo vệ. Anh không muốn nhìn thấy cô chịu thiệt thòi. Dù là một chút, anh cũng không thể nào chấp nhận được. Đưa tay vỗ nhẹ nhẹ sau lưng của Đình Đình, anh kề vào tai của cô, nói giọng trần an. Em đừng lo, mọi chuyện đã có anh rồi. Đình Đình mím chặt môi, cô gật đầu đáp lại lời của khiếu trạch cô cũng không hẳn là đang lo lắng cho mình cô đây là đang lo cho đứa bé trong bụng của lan trúc cô biết rõ là cô không hại mẹ con lan trúc lần này lan trúc có thể tai qua nạn khỏi nhưng còn những lần sau cô thật sự không dám nói trước đây là phát súng mở màn chỉ sợ là một mình lan trúc sẽ không bảo vệ được chu toàn cho con của cô ấy mà thôi phúc sinh ngồi ở phía sau đình đình và khiếu trạch tầm mắt của anh luôn dõi về phía đình đình ánh mắt không giấu được sự lo lắng nếu so với khiếu trạch thì anh cũng không kém gì tâm ý muốn bảo vệ cho đình đình chỉ là ở bên cạnh đình đình lúc này đã có khiếu trạch anh có muốn đứng ra bảo vệ cho cô ấy thì cũng không đến lượt của anh quê hòa biết rất rõ tâm tư của phúc sinh đặt ở đâu chỉ là cô cũng không có tư cách để bắt anh ấy buông bỏ bởi vậy lúc này chỉ có thể lặng lẽ ở bên cạnh chấn an tinh thần của người cô yêu anh đừng lo anh nhỏ không để cho đình đình chịu hàm oan đâu ừm hy vọng là cậu ấy làm được quê hòa cười hưởng. cô cũng lo cho đình đình nhưng sâu thẳm trong chính bản thân của cô cô lại đang lo lắng cho trái tim của mình nhất các vị ngồi ở đây lúc này mỗi người đều mang một tâm tư khác nhau không ai thể hiện ý tứ của mình rõ ràng ra mặt hết thảy đều đang đợi sự quyết định của ông nội phó sự việc lần này nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ một bên là cháu nối dõi của phó gia một bên là cháu dâu vàng của ông nội phó ngoài đám người khiếu trạch ra thì các vị đang ngồi ở đây cũng rất muốn biết ý tứ của ông nội phó là như thế nào phó gia từ trước tới giờ luôn là sóng yên biển lặng nhưng sự thật có phải như vậy hay không chuyện này chắc là có trời mới biết ông đội phó lúc này cũng đưa ra được quyết định cuối cùng cả đêm hôm qua ông suy nghĩ rất nhiều ông cảm thấy bản thân mình đã quá nóng vội và sơ xuất giữa đình đình và mẹ con lý lan trúc bên nào nặng bên nào nhẹ không cần ai nói ông cũng biết mình nên chọn đứng về phía ai còn về phần đứa bé của lý lan trúc vậy thì phải xem vận mệnh của nó là như thế nào vũ lê và y tá dìu lý lan trúc ngồi xuống ghế cũng giống hệt như từ trước đến nay lan trúc vẫn rất sợ khi phải tiếp xúc với quá nhiều người một tay cô ta che bụng tay còn lại co chặt vào nhau đầu cúi xuống hoàn toàn không dám ngẩng lên nhìn ai lý lan trúc trước giờ luôn là bộ dạng rụt rè như vậy cũng bởi vì cô ấy như thế nên mới khiến cho người khác cảm thấy thương hại ông nội phó nhìn về phía lan trúc Ông gõ nhẹ lên mặt bàn, giọng điệu chậm rãi và nghiêm nghị. "Lan Trúc à, con đã khỏe hơn chưa? Có biết hôm nay mọi người chờ con ở đây là vì lý do gì hay không?" Lý Lan Trúc lo sợ ngẩng đầu lên nhìn, do dự khoảng mấy giây, cô lúc này mới dám gật đầu. "Nếu như con biết thì ta không nhiều lời. Ngày hôm qua con gặp phải chuyện gì? Con cứ thẳng thắn nói ra. Con hiểu chưa?" Lan Trúc nghe những lời này của ông nội Cô ấy đã sợ lại càng thêm sợ Trong mắt run rẩy long lanh như ngấn nước Tựa như chỉ cần thêm một câu nói Là cô ta có thể rơi nước mắt Ngay lập tức Lão ngô bước đến trước mặt Lan Trúc Ông ấy đưa cho cô Một cuốn sổ và một cây bút Ý tứ là muốn cô ấy viết ra mọi chuyện Chẳng qua là khi cầm cuốn sổ trên tay Lý Lan Trúc lại đột nhiên Ngồi yên bất động Hoàn toàn không giống Có ý định rằng sẽ viết ra thứ gì đó. Trong lúc mọi người đang suốt ruột chờ đợi kết quả, thì lại thấy Lan Trúc hướng mắt nhìn về phía khiếu trạch và đình đình. Không biết rõ là cô ấy đang nhìn ai, chỉ thấy đôi mắt đỏ hoen tràn ngập ngấn lệ. Biểu cảm này đủ khiến cho cả khiếu trạch và đình đình đều cảm thấy hoang mang, không rõ chuyện gì. Ông Phó Hoa nhịn không được, ông nhíu mày. Lan Trúc, còn có chuyện gì thì nói ra đi, nói ra để mọi người còn biết và giúp con. Con im lặng như vậy, không giải quyết được chuyện gì. Bà hai lúc này cũng lớn tiếng, phụ họa theo. Bác hai còn nói đúng, có chuyện gì con cứ nói đi. Chúng ta đều là người nhà họ phó, đều là người một nhà. Có mâu thuẫn gì cùng nhau giải quyết. Nếu như con oan uất, mọi người chắc chắn là giúp đỡ cho con. Bà phó nhỏ liếc mắt nhìn về phía chị dâu lớn. Rõ ràng lời nói của bà hai lớn là có ẩn ý, Vậy mà còn nói ra như kiểu yêu thương Lý Lan Trúc vậy. Bà hai lớn chỉ sợ chuyện này chưa đủ loạn để làm hài lòng bà ta. Dễ dàng gì mà bà ta lại tốt được như vậy. Lại nói đến việc trước kia, đình đình không cả được cho con trai của bà ta. Mỗi thù này chắc chắn là bà ta không quên. Đình đình lại không nôn nóng. Cô chỉ cảm thấy Lan Trúc có điều gì đó khác lạ. Mà cụ thể là lạ như thế nào thì cô lại không nói rõ được. Thái độ này của cô ta thật khác với lời nhắn nhủ khẩn cầu ngày hôm qua. Khác quá luôn đấy chứ. Mà đúng như những gì mà Đình Đình vừa nghĩ. Lý Lan Trúc im lặng một hồi. Cuối cùng mới cầm bút viết lại mọi chuyện. Con không biết chuyện gì xảy ra. Người cố ý hại con. Lúc con phát hiện ra mình đang ở trong nhà kho thì con lại bị cho uống thuốc gì đó. Con rất sợ và lo lắng. Con có nghe bọn họ nhắc đến tên của chị Đình Đình. Vậy nên con nghĩ là chị Đình hại con. Lão Ngô đọc đến đây thì dừng lại. Dừng khoảng vài giây như chờ đợi lệnh của ông nội phó. Nhìn thấy ông nội phó gật đầu cho phép. Lão Ngô bắt đầu báo cáo những gì mà ông đã điều tra ra được. Thưa mọi người, tối ngày hôm qua, lão gia đích thân gọi cho cô Lan Trúc. Cô Lan Trúc cũng âm thầm kể lại mọi chuyện cho lão gia biết từ trước. Có được lời khai của cô Lan Trúc, Lão gia liền ra lệnh cho tôi đi điều tra thực hư sự việc. Đúng thật là tối ngày hôm qua, có người đã nhìn thấy cô Lan Trúc đi từ phía vườn cây lớn đi ra khuôn viên, và tôi cho người đi đến nhà kho kiểm tra tình hình, nhưng sự thật là không tìm thấy được dấu hiệu của việc bắt giữ người, cũng như không tìm thấy được bất cứ vật chứng nào liên quan đến sự việc của cô Lan Trúc. Camera an ninh cũng không ghi được bất cứ hình ảnh nào bất thường cũng không có dấu hiệu bị xóa hay là cắt ghép. Xét theo thực tế, cô Lan Trúc đúng là bị ép uống thuốc kích sinh. Còn về chủ mưu hãm hại cô ấy, có phải là mợ nhỏ hay không? Tôi không tìm thấy bằng chứng. Mọi người nghe hết những gì mà Lão Ngô vừa mới trình bày. Ý tứ của Lão Ngô như thế nào, chỉ cần nghe qua một lần là có thể hiểu rõ được. Câu kết luận cuối cùng, tôi không tìm thấy bằng chứng. Đó chính là kết luận cuối cùng về việc điều tra của lão ngô. Ông ấy đã xác định rất rõ ràng. Đình đình không có tội. Mà kết luận này của lão ngô có đánh chết thì bọn họ cũng không tin là ông nội phó không ngầm đứng sau chỉ đạo. Sự việc còn mơ hồ không rõ ràng như vậy mà lão ngô lại có thể sơ sài kết luận. Ý tứ của ông nội phó là gì? Đến người ngốc cũng có thể hiểu được. Mà ông nội phó lúc này lại đang nhấm nháp ly trà trong tay giống như là đang nghe chuyện của người khác hoàn toàn để cho lão ngô thay ông làm chủ mọi chuyện nhìn thấy thái độ của ông nội phó như vậy lời bất bình trong miệng cũng không dám tuôn ra vì sợ làm phật ý ông xem ra ông nội phó thiên vị cho đình đình nhiều hơn những gì mà mọi người tưởng tượng đến cả cháu đích tôn tương lai còn không so được bằng đình đình nữa cơ mà Đình Đình tất nhiên là nhận ra được sự thiên vị và bảo vệ của ông nội dành cho cô. Mặc dù có rất nhiều khúc mắc trong chuyện này, nhưng mà cô cũng không ngốc đến mức tự chui đầu vào đường khó. Lão Ngô đã nói là không tìm được bằng chứng chỉ tội cô. Vậy thì rõ ràng là cô không có tội. Còn mọi người có tin hay không ấy, là tùy ở mọi người. Sự việc ném đá giấu tay như thế này, dù cho Lý Lan Trúc có nói là cô vô tội thì chưa chắc mọi người đã tin là cô trong sạch. Thay vì thanh minh cho cả thế giới biết là mình vô tội, vậy chi thì mình cứ nhận lấy kết quả là mình trong sạch trước, còn sự việc cứ từ từ mà tìm hiểu sau vậy. Khía trạch thấy mọi người im lặng, lúc này anh mới lên tiếng. Sự việc lần này không chỉ liên quan đến thanh danh của đình đình và sự an toàn của lan trúc, mà còn liên quan đến nội bộ của phó gia, đang có người âm thầm tắc oai tắc quái con chắc chắn là không bỏ qua chuyện lần này con sẽ điều tra đến cùng đem kẻ độc ác âm ngoan đứng sau mọi chuyện ra trước ánh sáng bắt hắn phải xin lỗi đình đình cô ấy không có tội cô ấy lớn lên ở phó ra tính cách cô ấy như thế nào mọi người không phải là không biết con rất mong là mọi người không âm thầm đà kích đình đình đứa bé trong bụng của lan trúc cũng là con của con quan tâm cả hai bảo vệ cả hai là trách nhiệm và nghĩa vụ của con không có việc bên thương bên ghét con mong mọi người hiểu rõ, tránh làm tổn thương cả hai. Khiếu Trạch vừa mới dứt lời, ông nội phó cũng nghiêm nghị cất giọng, ý tứ bảo vệ Đình Đình thấy rõ. Để tránh cho kẻ xấu có cơ hội một lần nữa, kể từ ngày hôm nay về sau Trúc, việc sinh hoạt thường ngày của Lan Trúc do Vũ Lê quản lý. Ta là trường bối, sẽ không để cho hậu bối phải chịu thiệt thòi, lại càng không để cho con cháu phải chịu hàm oan. Các con cũng thấy rồi đấy, đây là sự việc ném đá giấu tay. Chắc ta không cần phải phân giải. Thì các con cũng hiểu. Ném đá giấu tay là như thế nào? Có đúng không? Nội bộ phó gia có tặc. Ta muốn các con phải chấn chỉnh và thanh lọc lại người dưới. Tránh để đến một ngày nào đó. Các con cũng giống như đình đình ngày hôm nay. Ông nội phó vừa mới dứt lời. Các vị ngồi đây lại bắt đầu nôn nóng. Kèm theo một chút hoang mang. Ai cũng lo lắng. Mình lại giống như đình đình bị người ta vu vả. Phải nói là ông nội phó cao tay, chuyển trọng tâm vấn đề quá thâm thúy, không để cho ai có cơ hội bắt bè đình đình, lại còn khiến cho mọi người cùng đồng cảm với nỗi oan của cô. Đúng là gừng càng già càng cay. Đình đình phải nói là bái phục trước sự lèo lái của ông nội. Bà bàn nãy khiếu trạch có dặn dò cô là cô đừng nói gì, mọi chuyện cứ để cho anh giải quyết. Lúc nãy cô không nghĩ gì nhiều, bây giờ nghĩ lại xem ra là khiếu trạch đã biết trước mọi chuyện từ trước rồi quyết định của ông nội phó vô cùng quả quyết lão ngô và khiếu trạch cũng đã nói là đang điều tra vậy nên các vị nhà ông phó hoa muốn xen vào cũng không dễ dàng gì chưa nói đây là chuyện riêng của nhà ông phó nhỏ trên có ông nội đang còn sống dưới là bà phó nhỏ đang còn rất khỏe mạnh chuyện riêng nhà người ta bọn họ không có tư cách để xen vào lại nói trong chuyện lần này rõ ràng là một mũi tên trúng hai đích, vừa hãm hại được đứa bé của Lan Trúc, lại vừa hủy hoại được thanh danh của Đình Đình. Nếu phía nhà ông Phó Hoa lắm lời, có khi ông nội Phó lại cho rằng tạc nhân là người của ông Phó Hoa. Như thế thì lại càng rắc rối. Rõ ràng là chuyện không liên quan đến mình, tốt nhất nên giữ mồm giữ miệng, giữ thân trong sạch thì tốt hơn. Người của nhà họ Phó đều là những người được rèn rũa từ bé. Đối với bọn họ, chỉ cần nhìn ánh mắt cũng đoán được ý tứ của đối phương Vậy nên trong sự việc lần này Ông nội phó quyết định như vậy Bọn họ dù phục hay là không phục Thì đều nhất nhất nghe theo Không phải việc gì cũng nhất định phải rõ ràng minh bạch Hào môn không phải là hữu danh vô thực Có khi càng rõ ràng Thì lại càng nhiều người chết Ông nội phó sắp xếp người bên cạnh Lý Lan Chính là muốn bảo vệ cho an toàn của mẹ con cô ấy Lan Trúc còn cầu không được mà phía khiếu trạch lại càng ủng hộ hết mình Có được sự bảo vệ của ông nội Chỉ cần Lan Trúc ngoan ngoãn nghe theo Thì chắc chắn mẹ con cô ta sẽ bình an Đến lúc sinh được đứa bé Tại phòng của ông nội Sau khi nghe lão ngô báo cáo sự thật Về kết quả điều tra được Đình đình lúc này mới cảm thấy giật mình Cô vừa hoang mang Mà vừa cảm thấy bản thân mình quá sức may mắn May cho cô Là ông nội phó tin tưởng cô nếu không cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà Cũng không sửa sạch được hàm oan Nhìn thấy Đình Đình hoang mang đến gần người Khiếu Trạch liền nắm lấy tay của cô Không sao đâu mà Mọi chuyện được giải quyết rồi Em đừng lo Anh và ông nội không để cho em chịu oan uất Đình Đình cảm kích thật lòng Cô hướng mắt nhìn về phía ông nội Cảm xúc hoàn toàn đều là chân thật Ông nội Con cảm ơn ông đã tin tưởng con nếu như ông nội không giúp con giải quyết chuyện này chắc bây giờ con không được yên ổn mà ngồi ở đây ông nội à ông thật lòng tin con là con không hãm hại mẹ con lan trúc có phải không ông ông nội phó như cảm thấy chính bản thân mình có lỗi ông im lặng vài giây lúc này mới trả lời câu hỏi của đình đình con cũng giống như đám khiếu trạch là ông nhìn con lớn lên tính nét của con có độc hay không ông là người hiểu rõ nhất Ông tin tưởng con, cũng là tin tưởng bản thân mình không nhìn sai người. Chỉ cần con không làm chuyện gì xấu, ông chắc chắn bảo vệ con đến cùng. Đình Đình gật đầu, cảm xúc của cô đang dâng trào, trong lòng ngoài cảm kích thì chính là cảm động. Rõ ràng là kẻ âm độc nào đó cố tình để lại bằng chứng chứng minh rằng cô là kẻ chủ mưu hãm hại Lý Lan Trúc nếu không nhờ ông nội phó dọn dẹp sạch sẽ thì bây giờ có lẽ cô đã tiêu đời rồi lão ngô điều tra được trong nhà kho ở vườn cây có dấu vết của việc bắt giữ người mà ông ấy còn tìm được chiếc bông tai của đình đình đánh rơi chỉ với nhiều đó dấu vết cũng đủ chứng minh đình đình là kẻ chủ mưu trong vụ việc hãm hại lý lan trúc rõ ràng đây là một kế một mũi tên bắn hai đích chỉ là không biết mục đích thật sự của kẻ kia là muốn nhắm vào cô hay là nhắm vào đứa bé trong bụng của Lan Trúc. Khiếu chạy cũng giống như cô, anh mơ hồ, hỏi lão ngô. Chú ngô à, Lý Lan Trúc khai là không biết ai đã đưa cô ta đến phòng kho. Cô Trúc nói là cô ấy không biết, lúc cô ấy tỉnh dậy thì nhìn thấy mình nằm ở trong phòng kho, xung quanh thì tối om, mắt thì bị bịt, cũng bị ép uống thuốc gì đấy. Chỉ là đám người đó ép cô ấy uống thuốc xong, thì kéo nhau gấp gáp bỏ đi còn cố tình nhắc đến cái tên của mợ nhỏ. Theo tôi đoán đám người đó là cố ý, muốn nhắc đến tên mợ nhỏ trước mặt cô Trúc. Bọn họ muốn vu oan cho mợ nhỏ. Còn sự thật trong lời khai của cô Trúc là bao nhiêu phần trăm, thì tôi không xác định rõ được. Đình đình nhíu mày, cô suy nghĩ kỹ càng trước sau, lúc này mới lên tiếng nói ra suy luận của mình. Theo con thì con nghĩ là Lan Trúc nói thật bởi vì ánh mắt của cô ấy rất chân thật không có chút nào là giả dối cũng giống như chú ngô đã phân tích kẻ kia là muốn hãm hại con và lan trúc chỉ là con thật sự không nghĩ ra kẻ đó đã làm cách nào để qua mặt được mọi người đến cả camera cũng không ghi được hình quả thật là quá thông minh quá cao tay danh tính của kẻ kia là điều mà ai cũng tò mò muốn biết để qua mặt được tất cả người của phó gia kể cả là ông nội phó cũng không đoán ra được xem ra kẻ đó không phải là người tầm thường nhưng mà có một chi tiết mà chỉ có khiếu trạch mới để ý đến đó là kẻ chủ mưu không ép lý lan trúc uống hết lọ thuốc kích sinh mà hắn ta chỉ ép cô ấy uống một phần ba của lọ xem ra kẻ ăn ốc bắt khiếu trạch đồ vỏ và kẻ đứng sau vụ việc của lý lan trúc này chính xác là một người sự việc của lan trúc cứ như vậy chìm xuống ông nội đích thân cảnh cáo một nhà trên nhà dưới người trên không dám bàn luận nhà dưới lại không có quyền bàn tán sau lưng còn về những tin đồn sau bữa tiệc sinh nhật của ông phó hoa người nhà họ phó nhất nhất không lên tiếng phản bác vậy nên tin đồn ồn ào được vài ngày sau đó dần dần chìm xuống nhà họ phó cứ dăm ba bữa lại truyền ra vài cái tin đồn mà chuyện của lý lan trúc đêm đó cũng không phải là chuyện gì lớn lao. Nghe qua cho vui thôi, chứ không đủ sức làm dậy sóng thông tin nóng của thành phố. Về phần của Lan Trúc thì có Vũ Lê quản lý. Vũ Lê từng là vú nuôi của hầu hết các vị thiếu gia của nhà họ phó. Kinh nghiệm dày dặn đầy người. Vũ Lê vốn là nghỉ ngơi, nhưng hôm trước nhận được lời mời của ông nội, bà ấy mới quay trở lại để giúp đỡ cho mẹ con Lan Trúc. Vũ Lê cầm đoàn chỉ cần Lan Trúc nghe theo lời của bà ấy, bà ấy đảm bảo đứa bé trong bụng của cô ta được bình an mà sinh ra đời. Sắp xếp của ông nội phó là hoàn toàn hợp lý, không một ai dám lên tiếng phản bác lại câu gì. Chẳng qua là sau sự việc lần này, các vị nhà họ phó lại chắc chắn thêm về địa vị của Đình Đình trong lòng của ông nội. Cứ nhìn thử vào sự việc của Lý Lan Trúc là có thể rõ, kể cả là cháu nối dõi tương lai của phó gia thì chưa chắc đã quan trọng bằng cháu dâu được nuôi từ bé nói thế nào nhỉ nội bộ phó gia kể từ nay về sau chắc chắn sẽ dậy sóng đình đình xin nghỉ phép năm ở đài truyền hình cô vừa nhận một vai lồng tiếng cho nữ phản diện vì là lần đầu tiên thử sức cho loại vai này nên cô vô cùng tâm huyết mà diễn viên đóng phim này lại chính là thần tượng của cô Quy mô của phim này lại lớn Nên cô muốn có thêm thời gian Đầu tư cho vai lồng tiếng của mình Phúc sinh và Quế Hoa Thời gian này không có lịch quay Vì vậy ba người bọn họ lại có thời gian tụ tập Giống như thời còn niên thiếu Chỉ có khiếu trạch là không có thời gian Anh ngày nào cũng phải đến công ty Công việc lại bận rộn Có hôm còn đến tối muộn mới về nhà Sáng nào ba người Phúc Sinh, Quế Hoa và Đình Đình cũng hẹn nhau uống trà sáng ở trong vườn. Vì còn 3 ngày nữa là thu thử cho phim mới Nên Đình Đình rất tích cực tập thoại Phúc Sinh và Quế Hoa là diễn viên Bọn họ có nhiều kinh nghiệm thực tế Vậy nên cũng góp ý cho Đình Đình rất nhiều Thoại xong một phần đoạn Đình Đình nghỉ ngơi một chút Lúc này lại nghe Quế Hoa nói với cô Tiểu Đình này Cô Trúc kia coi bộ Vẫn còn ghim thủ cậu thì phải Sao cậu nói thế Mình thấy bình thường mà Cậu nhìn bên kia mà xem Vũ Lê đang đưa cô Trúc đó đi dạo Đáng lý là qua bên này ngồi Nhưng vừa nhìn thấy cậu Thì cô ta liền khựng người chuyển sang hướng khác <laughs> Mình là diễn viên Mình nhìn ánh mắt và biểu cảm rất chuẩn nhé Cái cô Lan Trúc này nhìn cậu Bằng ánh mắt tình địch Cậu phải coi chừng đấy Đình đình theo phản xạ liền hướng mắt về phía Mà Quế Hoa đang nhìn Đúng thật Là ở phía vườn hoa đối diện Lan Trúc và Vũ Lê đang ngồi hóng mát. Vũ Lê thấy bọn cô nhìn sang, liền mỉm cười cúi đầu chào. Chỉ có Lan Trúc là không có biểu cảm gì vui mừng. Ngược lại cô ta còn nhìn chằm chằm về phía Đình Đình, ánh mắt dè chừng kỳ lạ. Đình Đình nhớ lại mấy ngày trước, cô và Lan Trúc tình cảm còn rất tốt với nhau. Cô ấy có khi còn chủ động tìm cô để giải khuây. Ai à biết được chỉ mới có mấy ngày, mối quan hệ của cô và Lan Trúc lại đột nhiên chuyển biến xấu tệ đến mức như thế này. Đình đình này, mình chắc chắn là cô Trúc này, không tin là cậu bị oan. Cô ta cho rằng chính cậu là người đứng sau, hại mẹ con cô ta. Đình đình không nhìn về phía Lan Trúc nữa. Cô xoay người nhìn về hồ cá trước mặt, giọng nói có chút bất lực. Đành chịu thôi, cái chiều ném đá giấu tay của kẻ nào đó đúng là độc ác thật. Nếu là mình, mình cũng không tin là mình bị oan. Thế bây giờ, cậu tính thế nào? Mình có tính cái gì đâu. Cứ thuận theo tự nhiên. Làn chúc cô Vũ Lê chăm sóc. Mình cũng yên tâm rồi. Tốt nhất là mình và cô ấy không nên thân thiết. Mình không muốn đem phiền phức vào người. Phúc sinh lúc nãy trầm ngâm. Bây giờ anh cũng lên tiếng, đồng tình với cô. Em làm như vậy là đúng thân phận của em và cô lý kia quá đặc thù đứa bé trong bụng cô ta đang là tâm điểm em nên hạn chế tiếp xúc với cô ta mà tốt nhất ý, em cũng đừng nên qua lại với người nhà họ lý kể cả là lý lan quyên bọn họ phức tạp nhiều hơn những gì chúng ta nghĩ đấy phức tạp thật anh ạ à. lý lan trúc không thể tự nhiên mà bị ngốc khiếu trạch không muốn em có dính líu gì đến chị em nhà lý ra chẳng qua là trước kia em thấy lý lan trúc quá mức đáng thương cũng không nghĩ mọi chuyện lại diễn biến thành ra như thế này. Như thế này thì tốt, bản tính của em quá lương thiện. Nếu cứ tiếp tục sống như trước đây, anh chỉ sợ em lại bị người khác lợi dụng mà đến bản thân em còn không biết. Đình đình còn chưa kịp trả lời thì Quế Hoa lại vội vàng chen vào. Anh sinh à, vậy em có lương thiện không? Phúc sinh chuyển tầm mắt nhìn về phía Quế Hoa. Anh búng lên trán của cô một cái Giọng điệu bông đùa Không có một chút lương thiện nào cả Quế Hòa giận dỗi phòng mang trợn mắt Hai người bọn họ bắt đầu mờ màn cho trận chiến bằng mồm miệng Mỗi lần hai người này gây nhau Lúc nào cũng khiến cho đình đình cười đến sàng khoái Quế Hòa rất thích gây nhau với Phúc Sinh Mà Phúc Sinh lại đặc biệt Thích chọc kẹo cô ấy Hai con người này mà ở bên cạnh nhau Thì giống như cái chợ ồn ào hết chỗ nói đang cười đến ngoặt nghẽo thì điện thoại của đình đình đột nhiên reo chuông cô nhìn vào màn hình hiển thị cảm thấy có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy cái tên của khiếu trạch xuất hiện trên màn hình không do dự cô liền nhấn nút nghe em đang làm gì đấy tối nay có bận gì không không bận em còn nghỉ mấy hôm cơ mà có việc gì không anh không có việc gì quan trọng anh muốn đưa em đi dự tiệc sinh nhật của bạn chiều nay anh về sớm đón em nhé Tiệc sinh nhật á? Ừ, 5 giờ chiều anh về nhé. Dạ vâng. Đình Đình thật sự có chút kinh ngạc với cuộc gọi này. Việc chồng cô phải thường xuyên đi tiệc tùng thì cô biết. Nhưng mà hiếm khi nào anh đưa cô theo cùng. Một phần vì cô không thích, phần khác vì ngại thân phận MC của cô. Nên anh cũng không muốn gây rắc rối đến cho cô. Ở đài truyền hình mọi người chỉ biết cô với thân phận là em gái quen biết của Hà Loan còn về chuyện cô là vợ của phó thiếu gia nhà họ phó, thật sự không có người biết. Bà Đình Đình lại càng không muốn cho ai biết. Bởi vì cái danh phận phó thiếu phu nhân là quá đặc biệt. Cô chỉ sợ cấp trên e rè phó gia lại thiên vị cho cô. Trong công việc, cô không muốn mình tiến chức vì có người ở sau chống lưng. Cô muốn mọi người công nhận tài năng và công sức của cô. Cũng giống như việc lồng tiếng cho phim. Tất cả đều là do cô cố gắng, cố gắng từng ngày mới có được tiếng tăm như ngày hôm nay. Thấy Đình Đình ngồi thần thờ, Phúc Sinh vội vàng hỏi. Này, Tiểu Đình, có chuyện gì đấy? À, dạ không có gì, là khiếu trạch gọi cho em. Tối nay bọn em có hẹn đi tiệc. Phúc Sinh không nói thêm gì, chỉ có Quế Hoa là luôn miệng chọc ghẹo Đình Đình. Đình Đình quả thật là không chịu được với những lời chọc ghẹo của Quế Hoa. Cô liền ôm theo bàng thoại mà co chân chạy mất hút. Quế Hòa vốn dĩ muốn chạy theo đình đình thì đột nhiên lại bị Phúc Sinh ngăn lại. Đừng có chọc em ấy, tiểu đình còn phải học thoại. Cô quay lại nhìn anh, một chút cảm giác vui vẻ đột nhiên tan biến, giống như tích tụ dồn nén bị bùng phát. Cô nhíu mày. Anh sinh, tiểu đình bây giờ là vợ của anh nhỏ. Anh còn tư tưởng đến cô ấy làm cái gì? Hai việc đấy thì có liên quan gì đến nhau? không liên quan á. À? Anh thừa biết là Tiểu Đình thích anh nhỏ. Bây giờ cô ấy chính là vợ chính thức của anh nhỏ rồi. Anh cứ luôn tỏ ra quan tâm đến Tiểu Đình để làm cái gì? Anh không sợ anh nhỏ khó chịu. Anh không sợ Tiểu Đình khó xử hay sao? Là do em suy nghĩ quá nhiều thôi. Mà những gì em nghĩ cũng chắc chắn là bọn họ cũng nghĩ giống em. Quế Hoa không chịu được thái độ cố chấp bất ngộ này của Phúc Sinh, cô nhịn không được. Mà nổi cáo với anh Phúc Sinh Anh đừng tưởng rằng anh nghĩ cái gì em không biết Anh tốt nhất đừng làm chuyện gì gây ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng của tiểu đình Đừng để một ngày nào đó Anh nhỏ phải trở mặt với anh Phúc Sinh nhớn mày nhìn về phía cuối hoa Anh nhìn có chút bất mãn Điệu cảm lại càng không kiêng rẻ Lạnh lùng đáp trả Em không có tư cách nhắc nhở anh Cũng đừng để anh phải trở mặt với em nói dứt câu phúc sinh liền đứng dậy cứ như vậy lạnh lùng rời đi để lại một mình quế hoa khổ sở không có tư cách anh ấy nói đúng cô rõ ràng là không có tư cách trong mối quan hệ này của anh và cô cô hèn mọn đến mức muốn ghen cũng phải giữ chừng mực nhưng mà cô thật sự không thể nào trơ mắt đứng nhìn phúc sinh cứ si mê bất ngộ như vậy cô không muốn phúc sinh lại thêm một lần nữa cố chấp cô thật sự không muốn nhìn thấy anh nhỏ và Phúc Sinh chờ mặt nhau. Cô thật sự không muốn như vậy. Đúng giờ hẹn khiếu trạch về phó gia để đón Đình Đình. Cứ tiền tiệc sinh nhật sẽ được tổ chức tại thành phố. Ai ngờ xe chạy hơn một giờ đồng hồ mới đến được nơi diễn ra buổi tiệc. Bước xuống xe nhìn cánh biển mờ ảo trước mắt. Đình Đình quả thật là mờ mịt. Cô vội vàng quay sang, nói với anh. Anh Trạch, em có thấy tiệc sinh nhật đâu hay là mình đi nhầm chỗ rồi khiêu trạch đi đến vịn nhẹ vào lưng của đình đình anh giúp cô vén tóc lại đổi mũ rộng vành lên cho cô anh dịu giọng giải thích chúng ta đến hơi muộn đợi lát nữa có người đến đón tiệc sinh nhật không làm ở bờ biển mà làm ở du thuyền em có thấy ánh đèn ở xa xa kia không chúng ta sẽ đến đó thật á sinh nhật ở du thuyền á ừ uhm, nào chúng ta đi thôi xe đến rồi. Suốt quãng đường còn lại, Đình Đình luôn trong trạng thái, căng mắt ra để quan sát. Mãi đến khi đặt chân lên du thuyền xa hoa tráng lệ, cô mới tin là mình đi dự tiệc sinh nhật ở trên du thuyền. Nhìn thấy cô cứ mắt tròn mắt dẹt, tóc bay lòa xòa vì gió mạnh, sợ cô bị lạnh, anh liền cởi áo khoác ngoài ủ ấm cho cô. Ôm cô vào trong lòng, dịu cô từng bước lên bậc cầu thang, anh dịu giọng nói với cô. Có lạnh không? Anh quên nói trước với em Là bọn mình đi biển Không lạnh, gió mát Mà đây là lần đầu tiên em được dự sinh nhật ở trên biển đấy Lát nữa Mình ra biển thật à? Ra giữa biển luôn à? Ừ, tối nay chúng ta ngủ trên thuyền Sáng mai chúng ta về sớm Đã thích thú lại càng thích thú hơn Đình đình không nén được kích động Mãi đến khi gặp được chủ nhân của bữa tiệc Cô mới có thể bình tâm Và có thể ổn định Thật đúng là thế giới của người thượng lưu. Tất cả các vị ở đây đều là những người có tiền, có địa vị và có quyền lực. Người bạn này của khiếu trạch, đình đình cũng biết. Cậu ta chính là A Nam, thiếu gia của đại gia tộc, hắc bạch, lưỡng đạo tầm cỡ. Trong lúc đợi khiếu trạch trò chuyện xã giao với bạn bè, Đình Đình đột nhiên nghe thấy giọng nói trong trẻo quen thuộc của ai đó gọi tên cô. Theo phản xạ cô liền xoay người nhìn lại. Phải nói là quá mức bất ngờ khi cô nhìn thấy có cả Hà Loan cũng đang ở trên du thuyền. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 6 của câu chuyện Cưới thêm vợ bé được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong nội dung của tập 6 thì cái cô gái tên là Lan Trúc kia lại hiểu lầm đình đình rồi và đang nghĩ rằng Đình Đình chính là một người xấu, hãm hại cô ta và đứa con trong bụng của cô ta. Vậy thì Đình Đình phải như thế nào để giải quyết được hàm oan của mình và ai trong gia đình của nhà họ phó này? Đó chính là người lật mặt, người xấu xa. Hãy cùng theo dõi với Tâm An ở những tình tiết tiếp theo. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào tập 7. Quý vị hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui thật nhiều sức khỏe xin chào và hẹn gặp lại